các bạn là làm sao chúng ta có thể chụp ảnh xóa phông ở trên cái máy crop và máy full frame, và nó có sử dụng một cái ống kíp theo cái tháng của nó, như ống kíp theo kèm theo body của nó. Hiện tại trên tay mình đang cầm một cái ống kíp 18-55 của dòng Canon. Thì như các bạn đã biết thì nếu để mà chụp phông, chụp xóa phông đẹp ấy, của một số dòng máy ấy mà nó sử dụng theo một cái ống kíp, ví dụ như các bạn đang sử dụng để tiêu chuẩn ấy, người ta sẽ giảm cái khẩu độ của nó, được chưa? Người ta sẽ để khẩu độ ở mức là f/2.8, sau đó chúng ta sẽ zoom ở cái tiêu cự là 85 đến 135 là cái tiêu cự chuẩn cho chúng ta chụp chụp mẫu, được chưa? Hoặc là chúng ta chụp chân dung thì đó sẽ là chụp xóa phông đẹp nhất. Còn những yếu tố đó ở trên cái ống kíp 18-55 này nó hoàn toàn không có. Vậy chúng ta làm sao chúng ta có thể chụp xóa phông mà chụp trước ở trên cái ống kíp này được? Thì như các bạn đã biết thì nếu mà để chụp ở trên cái ống kíp 18-55 này ấy, thì chúng ta sẽ cần các yếu tố, cần mà đủ cái yếu tố đó này chúng ta sẽ hoàn thành được và chúng ta sẽ chụp được đẹp. Tuy rằng nó không thể đẹp bằng những ống kính mà nó có đủ các yếu tố để giúp cho một bức ảnh xóa phông chụp chân dung rất là đẹp. Thì yếu tố thứ nhất là sao? Đó chính là chúng ta sẽ để cái khẩu độ của nó ở mức là 3.5 và chúng ta sẽ zoom cái tiêu cự của nó ở mức là 55mm. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ để cái tiêu cự của nó ở 3.5, sorry, để cái tiêu cự của nó ở 18mm, và lúc đó chúng ta sẽ để cái tiêu cự có nghĩa là cái tiêu cự của nó ở 18mm rồi đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ để cái khẩu độ của nó ở mức 3.5, được chưa? Để mức 3.5 thì nó sẽ là đẹp nhất, được chưa? Còn nếu mà các bạn để ở 55 ấy thì các bạn sẽ để ở 5.6. sau đó thì các bạn sẽ cần một yếu tố nữa, đó chính là chúng ta sẽ khoảng cách từ cái mấu đến người chụp càng gần càng tốt, và cái khoảng cách từ mấu đến cái hộp, có nghĩa là đến cái mạch bách ra đằng sau ấy, người ta có nghĩa đến cái hậu kỳ của đằng sau ấy, có nghĩa là đến cái hậu cảnh đằng sau ấy, có nghĩa là từ mấu đến hậu cảnh càng xa càng tốt, khoảng cách từ mấu đến người chụp càng gần càng tốt, khoảng cách từ mấu đến hậu cảnh càng xa càng tốt, có nghĩa là khoảng cách từ mấu đến một cái vật gì đó, một bức tường chẳng hạn, một chiếc xe máy chẳng hạn, hay là khoảng cách từ mấu đến một người đằng sau chẳng hạn, chúng ta muốn xóa mờ cái người đằng sau thì chúng ta cần những yếu tố đó là được. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn trực tiếp ở trên cái thân máy này luôn, trên cái ống kíp cho các bạn xem. Tuy rằng cái mức độ của nó sẽ không đẹp, nó còn tùy thuộc vào cái bố cục ảnh, tùy thuộc vào cái ánh sáng của ảnh, thì dạ, có cái ánh sáng của ISO ấy, thì nó cũng chưa thể tốt được. Thì các bạn sẽ áp dụng những trường hợp đó và các bạn sẽ lấy vào trong máy tính từ Photoshop để chỉnh sửa một tí thì nó sẽ là đẹp nhất, thì dạ. Còn nếu mà để đẹp 100% như ống kíp ấy, thì như ống kiến trúc, ống chuẩn ấy, thì nó sẽ không bằng. Nhưng mà những cái ống này cũng được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách như sau. Rồi bây giờ các bạn xem ở trên cái đây là có cái dòng, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách test luôn. Thì bây giờ các bạn sẽ làm như sao để chúng ta có thể chụp được. Rồi mình sẽ tháo cái nắp máy ra. Như các bạn đã biết thì bây giờ mình sẽ chuyển về cái chế độ ưu tiên, có nghĩa là chế độ AV, phải không ạ? Chế độ AV không phải chế độ M, cũng không phải chế độ T, cũng không phải chế độ P, mà chế độ AV nó sẽ ưu tiên cái khẩu độ, và lúc đó chúng ta có thể chỉnh được cái khẩu độ hả ạ. Lúc này chúng ta có thể chỉnh được cái khẩu độ và ISO, chỉnh được cái khẩu độ và ISO. Và bây giờ chúng ta sẽ, ví dụ như bây giờ nếu mà các bạn ở cái không gian mà các bạn thổi ở không gian hẹp ấy, thì các bạn sẽ zoom lại ở mức là để tiêu cự là 55, để tiêu cự là 55. Máy của mình hơi mờ một chút, sorry, máy của mình chưa lên hết được. Để tiêu cự 55 và lúc đó chúng ta sẽ để ở cái khẩu độ của nó lại ở F5.6, được chưa? F5.6. Và lúc này chúng ta sẽ để ở chế độ ISO, ISO là auto, để cho nó tự động đi, được chưa? Bởi vì để chế độ ISO auto thì lúc nó cái tốc độ chụp ấy thì nó sẽ phải là mình sẽ phải căn chỉnh thế nào nó trên 1/60 của một giây thì nó sẽ là tuyệt vời nhất. Và lúc này chúng ta sẽ chụp, được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chụp và cái khoảng cách từ vật từ người mẫu ấy, được chưa, đến người chụp ấy càng gần càng tốt, và khoảng cách từ người chụp đến hậu cảnh đằng sau, có nghĩa là đến một cái background đằng sau càng xa càng tốt, thì lúc đó chúng ta sẽ chụp được cái chế độ xóa phông, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chụp cái cột kia, mình sẽ chụp cái
mình sẽ chụp cái cột kia. Đấy, nó chưa xóa được nhưng mà đấy, đấy nó sẽ xóa được phông mà, nó sẽ xóa được cái phông background đằng sau. Quan chưa? Đấy, background đằng sau nó sẽ bị xóa đi. Rồi, còn một cái nữa các bạn sẽ giảm xuống và để ở chế độ là tiêu cự của nó là 18. Lúc đó để ở chế tiêu cự 18 các bạn sẽ giảm và để sẽ để ở F3.5. Thì lúc đó thì các bạn chụp thì nó cũng sẽ xóa được cái phông của background đằng sau. Được chưa? Nó sẽ xóa được phông của background đằng sau. Không được zoom lên nha. Đấy. Để ở khẩu độ là F3.5 à, nó sẽ xóa được cái tiêu cự đằng sau. Đấy, đây là một video nhỏ nhỏ để giúp các bạn cách xóa phông. Được chưa? Thì mình sẽ nói lại này. Để xóa phông trên cái ống kíp theo máy thì các bạn sẽ làm như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng ống kíp 18-55 phải không ạ? Và các bạn sẽ ưu tiên chế độ AV ạ? Chỉnh về chế độ AV ấy. Và lúc đó các bạn sẽ giảm sẽ để ở F3.5 và các bạn sẽ zoom ở mức để ở tiêu cự là 18 hoặc là ở mức tiêu cự 55 và F5.6. Được chưa? Và các bạn chú ý một điều nữa, đó chính là khoảng cách từ mẫu đến người chụp càng gần càng tốt. Khoảng cách từ mẫu đến hậu cảnh, tức là background đằng sau một vật gì đó càng sau ấy, thì càng xa càng tốt. Thì lúc đó nó sẽ xóa được phông. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Đây là mẹo đơn giản cho anh em mà xóa phông ở trên các máy ống kíp, mà các bạn khỏi phải lo. Các bạn phải mua những ống kíp phù hợp để chúng ta chụp chân rông phải không ạ? Chân dung. Đấy. Ok các bạn.